kết hợp với khối lượng sẽ trở thành bộ đôi thần thánh trong J-League. Hầu hết các chị báo đều chạy sau đường giá và Bollinger Band cũng vậy. Vậy cách để sử dụng Bollinger Band hiệu quả sẽ như thế nào? Cùng Ivy tìm hiểu nhé. Đầu tiên, các bác phải quan sát từng khung xem mức giá dao động đang trong xu hướng nào. Ví dụ ở thời điểm hiện tại, khung M1, M3, M5, M15 của BTC đều có chiều hướng đi xuống. Tuy nhiên ở khung H1, H4 vẫn là xu hướng tăng. Để an toàn hơn thì các bác không nên đi ngược xu hướng, chờ mức giá chạm vào dải băng phía bên dưới rồi hẳn vào nhé. Tuy nhiên, các bác lưu ý là dải băng chạy sau đường giá, nên việc vào đúng entry tại điểm ma chạm Bollinger dưới vẫn có thể sai. Cho nên các bác phải kết hợp xem xét thêm volume giao dịch nữa nha. Ví dụ các bác quan sát volume giao dịch, hiện tại volume giao dịch của phe gấu đang yếu dần và khối lượng phe mua đang tăng lên. Và thế là...